Em hút L4 trung bình một lần 60 đến 90. Em bỏ cứ đêm, sáng thì được 120. Có cách nào tăng lượng sữa nữa không ạ? Em chỉ có một phản xạ xuống sữa trong một lần hút. Thực ra để mà hút sữa mà thu được thêm sữa thì em phải tạo ra được phản xạ xuống sữa nha. Nếu như mà chỉ có một phản xạ xuống sữa thì thật sự là rất là ít. Cho nên là chị sẽ cho em một cái tip sau. Một là em sẽ thay vì là em tháo máy ra và em nghỉ ngơi đúng không, thì có thể là em sẽ lúc hút em coi xem là khi mà sữa nó không có xuống nữa thì em cố gắng là em bật qua chế độ massage lại để kích thích phản xạ xuống sữa trở lại. Điều này thì chị đã nói rất là nhiều ở trong những cái clip trước á, thì mình có thể xem lại. Nếu như mà khi mà em bật qua massage mà em thấy là sữa nó không phúng ra thì có nghĩa là em không có đáp ứng được với cái cách massage của máy, thì lúc này em sẽ tháo cái máy ra, tháo hẳn cái phễu ra, em vê cái đầu ti của mình để em kích thích thêm phản xạ xuống sữa. Và khi có phản xạ xuống sữa em lại bỏ máy vào và em bật chế độ hút luôn, chứ mình không có để ở massage nữa nha. Nếu như mà bật ở chế độ hút rồi mà em vẫn không thấy sữa thì khả năng là em lại không thể dùng máy để em hút thêm sữa, mà em phải là vắt sữa bằng tay thêm, thì lúc đó em mới thu được lượng sữa. Nếu như mỗi một cữ em đều có thể vắt sữa bằng tay thêm 10 đến 20 ml sữa thì chắc chắn là trong khoảng một vài tuần thôi lượng sữa của em sẽ tăng em nhé.